giới thiệu cho bạn chiếc vòi SSV29. Đây là cái vòi rửa bát thưa các bạn nhé. Yeah, chi tiết của chiếc vòi. Đây, cái vòi cũng có thể xoay góc được các bạn này. Đấy, SSV29 các bạn nhé. Tay thì nó có là tay xoay mở nước thưa các bạn. Xoay thì nó phải xoay các bạn nhé, mở nước. À, chiếc vòi này với kích thước là ở cái điểm từ chiều dài của nó, với kích thước thì như thế nào bây giờ tôi sẽ để cho kích thước các bạn đây nhé. Nếu tính từ tâm của chiếc vòi, cái vòi đấy, từ điểm này cho đến cái mép, ta đi song song lên, đi song song lên thì nó rơi vào khoảng độ là 18 thôi các bạn nhé, 18 cm. Đấy. Còn nếu đỉnh cao của chiếc vòi này, đỉnh mép từ cái vòi này của nó là rơi vào là 25 cm thì bạn nếu tính tới đỉnh nhé. Đây ạ. Từ mép lên là 25. Mà với mép vòi thì nó khoảng 23 thôi các bạn. Đấy, cái mép vòi chảy thì khoảng 23 đây. Sơ được cái vòi này như vậy. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này các bạn nhé. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và chính hãng luôn. Showroom hãng luôn. Cảm ơn các bạn nhé.